Để làm tốt được công việc của một kế toán tổng hợp vận tải chuyên sâu, bạn cần phải hiểu rõ được tất cả các công việc của một kế toán trong loại hình này. Không những lập được báo cáo tài chính hợp lý, xây dựng được hệ thống định mức dầu, mà bên cạnh đó bạn cần phải có một kiến thức chuyên sâu. Kế toán Việt Hưng đã xây dựng khóa học này sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ, đưa ra được phương án xử lý, cân đối các loại chi phí, cân đối lãi lỗ, xác định được các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm được chi phí cho công ty, biết cách cân đối từng tài khoản, xử lý được từng tài khoản trước khi kết chuyển ra vốn. Các nội dung chính trong khóa học kế toán vận tải chuyên sâu sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Ở nội dung đầu hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc khai báo đầu kỳ. Nội dung thứ 2 thực hiện việc cách xử lý các số liệu phát sinh trong công ty vận tải chuyên sâu. Và nội dung thứ 3 liên quan đến cuối kỳ, thực hiện việc lên báo cáo tài chính. Ở nội dung phần 1, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách của kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, hướng dẫn chi tiết các chỉ số trên bảng cân đối tài khoản, số dư đầu kỳ, kiểm tra, so sánh và đối chiếu các sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết nếu có. Ở nội dung thứ 2, chúng ta sẽ đi vào các chứng từ thực tế trong công ty vận tải chuyên sâu, xử lý các số liệu bao gồm hướng dẫn các hạch toán đối với các chi phí mua vào, hạch toán đối với mua công cụ và tài sản cố định, các nội dung liên quan đến thanh lý tài sản và các bảng đối chiếu cũng như sửa lỗi sai sót đối với công cụ và tài sản cố định, hướng dẫn hạch toán hồ sơ chi phí định mức chi phí xăng xe và các chi phí vận chuyển trong công ty vận tải, hạch toán trong trường hợp công ty nhận dịch vụ nhưng thuê lại bên trung gian vận chuyển, chi phí liên quan đến tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội và cách làm các hợp đồng cho phụ xe và lái xe, hướng dẫn kiểm tra đối chiếu công nợ phải thu, phải trả. Định mức đối với công ty vận tải, hạch toán dầu DO, hướng dẫn lập định mức, tập hợp các chi phí tính giá thành và kết chuyển lãi lỗ, thực hiện việc lập tờ khai, bảng kê mua vào bán ra, khấu trừ thuế, cân đối thuế giá trị gia tăng giữa bảng kê và báo cáo tài chính, hướng dẫn lập điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp sai sót. Và nội dung cuối cùng là xử lý các phát sinh trong kỳ để chúng ta cân đối lại toàn bộ các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản trước khi lên báo cáo tài chính, thực hiện nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, lên báo cáo tài chính, thực hiện việc in sổ sách kết xuất và lưu giữ nội bộ cũng như kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính trong khóa học kế toán vận tải chuyên sâu. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học online, một giáo viên kèm một học viên. Tất cả các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online trang web kế toán việt hưng.com. Để vào được trang web thì các bạn sẽ nhấn chọn vào học để chuyển sang trang web giáo trình online. Đó là các nội dung chính trong khóa học kế toán tổng hợp vận tải chuyên sâu. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.